Ngày 3 tháng 12, Trung Quốc chỉ trích việc chính quyền ông Trump hạn chế du hành đến Mỹ đối với đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình của họ, theo tin của New York Times. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh về kế hoạch của Mỹ ban hành những hạn chế như vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói một số lực lượng chống Trung Quốc dữ dội tại Mỹ đứng đằng sau kế hoạch này. Những quy định mới hạn chế visa du hành đối với đảng viên và gia đình chỉ một tháng trong một chuyến đi, tờ New York Times loan tin, nêu lên nguồn tin của những người thông tạo vấn đề. Trước đây, các đảng viên cũng như các công dân Trung Quốc khác có thể có được visa du lịch Mỹ có thời hạn tới 10 năm, báo này nói. Chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách củng cố di sản cứng rắn đối với Trung Quốc, trong khi các quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã xuống đến mức thấp nhất trong nhiều thập niên qua.